Xin chào các bác, ở video này em xin tháo ruột con loa Pioneer SI5. Đây là một đôi loa rẻ tiền của Pioneer, giá chỉ có 4 triệu 3 thôi. Em đang để các bác một đôi loa đẹp xuất sắc luôn. Hôm qua em lên sóng thì đôi loa này nghe rất là hay, nhưng mà rất nhiều bác muốn nhìn cái ruột gan của nó. Thì dòng này ấy, rất nhiều bác đòi em tháo cái e-căng này ra. Thì cái e-căng này của nó là e-căng liền các bác nhé. Nó chạy theo 12 con ốc thẳng đây các bác, đó. Thì những dòng i5 này nó lại căng liền. Đây là em vừa tháo cái hậu của nó ra. Hậu của nó đây cũng 12 con ốc là xong. Đây hậu của nó đẹp xuất sắc luôn. Thằng này thì nó là dòng loa ván hậu có thể tháo được, nghĩa là căng liền này các bác. Đây là cái bông của nó, bông tiêu âm. Đó, bông thủy tinh tiêu âm các bác nhé. Thì đây là cái con loa bát để mà tháo ra cái ốc ở đây. Đây là loa bát của nó đây các bác. Đó, đẹp xuất sắc luôn. Những cái hàng này bọn em về bọn em còn chưa thèm vệ sinh các bác. Nó đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Gân vải tẩm dầu các bác. Đó, gân vải tẩm dầu đẹp xuất sắc. Thì cái thằng này nó sử dụng từ Enicon, nên cái cổ từ của những đôi loa Enicon này nó cũng không được, cổ từ nó không to đâu. Nó chỉ bình thường như vậy thôi. Đây là con loa chung của nó đây. Đây các bác nhìn thấy ạ. Nó còn loa chép của nó đây. Nói chung là loa nó đẹp xuất sắc luôn. Bọn em còn chưa có thời gian mà vệ sinh luôn. Hôm qua em quay video. Đây hôm nay em sẽ cho các bác nhìn đấy ạ. Nhà em thì thường thường các bác theo dõi lâu các bác biết. Có một số bác mới theo dõi kênh nhà em cũng như mới xem thì thấy em quay video ấy, quay loa này em chỉ tháo cái căng hoặc là em cứ thế em quay. Em ghép nên em quay thì nhiều bác nhắn tin hỏi là quay mà không tháo cái căng hay quay mà không tháo ruột thì làm sao biết loa xịn hay loa đều. Thật sự là những bác mà hỏi như vậy thì chắc là chưa theo dõi kênh nhà em. Chắc là mới chỉ xem một hai video thôi. Còn nhà em khẳng định luôn các bác ấy, là nếu mà nói về độ zin độ chuẩn thì em bao zin bao chuẩn luôn. Còn đôi nào mà nó kiểu như là rách màng này, hay nó bị dập này, hay là bị vấn đề gì về gân thay gân này, bọn em cũng báo hết luôn. Còn những đôi loa nó đẹp xuất sắc như vậy ấy, thì bọn em, những đôi e căng liền này thì thường ấy, về cái đó bọn em test chạy ngon là bọn em bán luôn, chứ cũng không bao giờ bọn em tháo ra. Cái e căng của nó có 16 con ốc, tháo rất là mệt các bác đây. Đó, 16 con ốc, à 12 con ốc xung quanh đây các bác. Đó, thì nó tháo rất là mất công. Và thứ hai là dòng này thì nó ê căng liền. Đó, các bác thích xem ruột thì em mở cho các bác xem luôn. Đây là cái con loa chung, tất cả của nó là zin nguyên bản hết. i5 này thì tiếng của nó rất là hay, nó bằng sử dụng chung giấy chép giấy. Đây là logo của Pioneer các bác nhé. Đó, còn bát nữa đây, Pioneer. Đó, cái ruột gan nó đẹp như vậy. Bác nào có nhu cầu lấy đôi loa này giá chỉ 4 triệu 3 thôi thì nhắn tin cho em. Đây là phía sau của nó. Đây là cái thùng ván nó đây các bác. Đó, các bác để vào đây xoay ốc vào là xong. Đó. Đó các bác. Cái này là cái chạm của cực loa. Cắm ở đây là xoay là cho ốc vào là xong các bác. Đôi loa này em để các bác giá 4 triệu 3 các bác nhé. Các bác có thể đánh vào những dòng Pioneer. Âm ly Pioneer 2030 giá 4 triệu 8 ở nhà em. Hoặc có thể chơi những dòng âm ly rẻ hơn. Ví dụ như con âm ly số âm tụ ở đây giá chỉ có 2 triệu 3 thôi. Diatone DAU550. Đó các bác, số âm tụ đánh vào rất là hay. Rồi bây giờ em xin tạm dừng video tại đây. Còn rất là nhiều loa nữa. Ngày mai em sẽ có video em vệ sinh dần dần, em thanh lý các bác. Cái đôi Technic SB4500 này đây. Đấy, lau chùi xong thì cái màng của nó đây các bác. Cái màng của nó bị gọi là bị xước các bác nhé, bị xước đấy các bác, màng giấy nhưng mà vẫn còn cứng chắc, rất là cứng chắc luôn, gần zin. SB4500 này nó có viền đỏ ở đây, lỗ thông hơi phía trước. Đôi loa này em cũng xin thanh lý các bác luôn, ê căng đầy đủ các bác nhé, ê căng nó còn đẹp luôn đấy các bác. Đó, ê căng còn đẹp luôn. Đôi loa này thì em xin thanh lý các bác giá là chỉ có thanh lý các bác giá 2 triệu 9 các bác nhé, 2 triệu 9 rồi 4.500. Nó bị nói chung là zin nguyên bản 100%. Nó chỉ bị xước cái màng này. Đó, bác nào không quan trọng về cái hình thức thì thùng vách đẹp luôn. Thùng vách thì rất là đẹp các bác nhé. Đó, để các bác giá 2 triệu 9 thôi, thanh lý các bác luôn. 2 triệu 9 thôi các bác nhé. Technic 6.600, à 660, 660. Một con, một đôi loa Technic huyền thoại này các bác. Đôi loa này nó sử dụng bát 30 và nó sử dụng gân vải tẩm dầu. Cái tiếng, chất tiếng của nó các bác, nó giống hệt loa ngang ngố các bác nhá. Cái lỗ thông hơi này, cái thời điểm ra mắt cùng cái thời điểm của những dòng loa Nga
và nó ảnh hưởng văn hóa Liên Xô các bác. Kiểu thiết kế giống loa Nga các bác. Technic 660. Cái dòng 440 và dòng 660 nó bắt chước kiểu loa Nga và tiếng nó cũng kiểu như vậy luôn. Con này có một con kèn, kèn gang 6 hướng và một con siêu còi đây, siêu chép còi. Hai vi tinh chỉnh. Đôi loa này giá là 7 triệu để các bác, giá 7 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé, 7 triệu 8, đẹp xuất sắc luôn. Để các bác giá rất là tốt, 7 triệu 8. Và các bác nhìn thùng vách cực kỳ đẹp. Đó, ngoài ra thì đôi còn một đôi Diatone 40C. Diatone 40C này cái vỏ của nó ấy, là nó bằng sử dụng cái kiểu cái đề can như các bác. Bọn em bóc bỏ ra luôn. Đó, nó sẽ ra như thế này. Thì đôi 40C này các bác có thể vừa nghe vừa hát karaoke rất là mạnh, nặng hơn 40 cân một thùng loa. Đó, 42 kg một thùng loa, rất là to và gấu. Các bác nhìn rất là gấu đấy. Đôi loa này em xin thanh lý các bác luôn. Giá là 5 triệu 8 các bác nhé, 5 triệu 8 thôi. Diatone 40C. Các bác thích loa gấu ghép vang mà hát karaoke được. Đánh với những đôi đánh những con Pioneer 8900 so sắt thì các bác, hoặc là 8800 trơn cũng chơi được các bác nhé. Đó, Pioneer CS A7 để thanh lý các bác, giá là 6 triệu 200 nghìn đồng CS A7. Pioneer CS A7. Và một đôi Onkyo đây, Onkyo màng carbon. Bát của nó là bát 24 cm. Đó các bác, bát 24. Nó đôi khi nói 25 không phải, mà nói 20 cũng không phải. Các bác, bát 24, màng carbon da rắn, rất là đẹp. Chung carbon, chép đôm. Đôi loa này các bác nhỏ gọn nhưng có thể vừa nghe vừa hát được. Công suất rất là cao đấy các bác. Công suất em nhớ không nhầm, đôi loa này công suất nó khoảng 200W hay 180 gì đó. Đây là phía sau của nó đây. Công suất của nó là 150W đây các bác, 150W và 4-6 ohm, 91 dB các bác nhé. Đôi loa này cũng đẹp xuất sắc luôn. Em để các bác giá thanh lý, từ ấy căng lên loa còn đẹp xuất sắc. Thùng vách đẹp. Em để các bác giá đôi loa này là giá là 3 triệu 800 nghìn đồng các bác nhé, để thanh lý các bác luôn. Onkyo D33X 3 triệu 8. Các bác phải chơi bằng Pioneer 8800 trơn hoặc là Pioneer 2030. Đó, với phang được đôi này. Đôi này nó rất là khỏe các bác. Trung đôm, tép đôm, màng carbon, 3 triệu 8 thôi, giá rất là tốt. Đấy, đôi Sony 2 bát điện ở đây, thanh lý luôn các bác luôn. Thanh lý luôn, giá là 3 triệu 8 tiếp. Đấy, 2 bát điện, 2 chép. Nghĩa là đôi loa 4 đường tiếng đấy các bác, 3 triệu 8 tiếp luôn. 2 bát 20. Đó các bác, gân vải tầm dầu. Nó sử dụng thùng gỗ lạng các bác nhé, rất là đẹp. Thanh lý 3 triệu 8 tiếp luôn. Các bác có thể thấy để cạnh đôi JBL 4311B nó to như nhau luôn, rất là đẹp các bác, không thua kém gì vóc dáng cả. Đó, và Bose 301 CD5, thanh lý các bác giá là bình thường em bán rẻ nhất thị trường rồi, giá là 5 triệu 8. Để các bác giá là 5 triệu 4 luôn, 5 triệu 4 đôi Bose này nhé các bác nhé, đẹp xuất sắc. Nói chung là đẹp xuất sắc luôn, đôi này vừa nghe vừa hát rất hay. Còn một đôi duy nhất 5 triệu 4, Bose 901 thanh lý tiếp này, Bose 901 thanh lý tiếp các bác luôn. Đó, đôi loa này nó sử dụng màu piano đen bóng. Đây là bản giới hạn rồi các bác nhé. Đôi Bose 901 CD4 này còn nguyên cả cốt của nó đây. Đó, nguyên cốt mới cứng luôn. Bose 901 CD4. Dòng này thì em các bác có thể lên trên mạng, có những thời điểm bán lên đến 30 triệu đô la Bose phiên bản màu piano này các bác nhé. Nó là dòng đắt hơn những dòng màu gỗ đấy các bác, bởi vì nó là những dòng rất là hiếm. Cái màu piano rất là bóng các bác ạ. Và đôi loa này em xin để các bác giá 901 CD4, nguyên cả cốt đầy đủ hết. Để các bác đôi loa này giá chỉ có thanh lý là 19 triệu 500 các bác nhé, 19 triệu 500, đẹp xuất sắc như mới luôn. Đó, 19 triệu 500. Các bác sẽ không bao giờ mua được đôi Bose nào 901 mà nó là phiên bản kỷ niệm. Đó, đâu đó trên thế giới có 500 đôi rồi các bác. Các bác lên trên Google gõ đi, đen piano các bác nhé. Đó, ngoài ra thì sẽ còn còn đôi G7 khủng long đây các bác, đôi G7 khủng long này nữa đây, em sẽ có video lên sóng sau. Và bây giờ em cũng xin tạm dừng video tại đây. Bác nào có nhu cầu lấy cái gì thì cứ nhắn tin cho em qua hai số trên. Bây giờ em xin kính chào các bác.